cho em ăn chuối rồi cô chú ơi. Chuối chuối. Ủa đâu hả? Trời ơi, chay tự mang đôi dép vô luôn đã dữ ta. Trời ơi. Đâu á? Đi đâu, đi đâu? Ủa giờ nè. À, bên sình. Bên sình trốn coi ai bắt không? Đi ra đi, mẹ mở cửa cho. Đi trong ngoài năm ngủ lại lên, đi ra. Đi con, đi ra trong ngoài năm ngủ lại lên. Có chưa? Có gì? Này, ta đi nè, nó trốn coi bắt trong này nè. À. Gì? Thôi 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 không được. Không được ăn cái đó con. Thôi không có mở được. Cái đầm này là cô nào mua cho chay vậy ta? Cô nào nhớ là cái đầm này là cô nào mua cho chay không ta? Đi, ăn không? Ăn không xuống đây mày lấy cho ăn. Đi. Đi cầm đèn đi xin. Nó cầm đèn lên. Bể trống à. Ở đây ngồi mẹ nè. Đó, rồi. Hồng chín chín đôi cánh. Đúng rồi, xin lên đây luôn. Tiếp đi cháy, đó đây. Đây, xin quýnh đi xem. Gì cháy? Gì? Đó đi. Trời ơi, ngồi phản cảm quá. Ờ, đây là, đây em đây là. Nghỉ khỏe đi, nghỉ khỏe. Đi ra, trời ơi, đúng cho mặt tôi luôn. Thôi, đi ra. Nè, hát đi. Ê, bước ra đây hát nè. Ờ, xử bên trong đi. Bước ra đây hát nè. Rồi, hát đi. Dẫm ai những chén chua cay này. Cái bạn. Lẻo bèo như gã du ca buồn, lang thang bước với nỗi đau, với trái tim ta tật nguyền. Yeah. Buồn nào đưa ta qua những nỗi đau thương này, giật lòng ta say cho quên đi đôi mắt tu tình, ánh mắt âm đuối đôi môi đam mê đôi ta bông lại. Hát đi cháy. Em yêu đã giết ta trong một đêm thôi mê buồn, vì yêu em nên ta đã hoa ngây ngô rồi. Mỗi sáng mỗi tối ta điên ta say với bóng men. Đấy, đây. Hai. Hồng trần trên đôi cánh tay hoa đời. Đào. Nhẹ nhẹ thôi.
Trời ơi, tao tự nhảy lên luôn hay ta. À, trời. Mang dép vô con. Dép vô. Đi vô đây với mẹ, đi. Đi vô đây với mẹ. Mang dép vô nè. Dép màu trà, dép màu hồng của con trai đâu ta? Ôi trời ơi. Dữ ta. Ủa, anh hai đánh trống quá dữ dằn luôn. Anh hai quá có năng khiếu luôn á trời. Cố gắng đội cái nón bảo hiểm vô. Trời ơi dữ chưa? Thôi ta. Tâm quyết chưa đó. Tâm quyết đội nón bảo hiểm vô đó. Trời ơi quá có tâm luôn. Hôm qua chay mới được mẹ sơn móng tay màu hồng đó cô chú. Ê, vô đây. Đó, đậu nóng bảo hiểm xong đi ra xe đó. Vô đây. Trời đất ơi, chay cô chú coi chay mặc áo nè. chay, qua đây coi. Trời ơi, dép nữa, áo bình da. Chi. Huynh Family chay mặc. Trời ơi, coi cái mặc áo kìa. Trời ơi, đẹp quá. Wow. Sao bây giờ này bà khoái mang dép dễ sợ luôn á. Trời ơi, coi đi, coi bơi kìa. Wow. Quá dữ luôn. Hay lắm bồ ơi. Đi đâu vậy bồ? Đi đâu? Quay qua mẹ coi. Mở làm chi? Mở làm chi vô ngoài năm ngủ trong á. Mở làm chi động? Ai mặc vô đó à? Để đồ đó đi con. Đó, ngoài năm ngủ kìa, lấy lên đi ra. Đi ra cho ngoài năm ngủ. Đi ra đóng cửa cho ngoài năm ngủ nha. Quá đẹp luôn. Không có cái áo nào cho con chay. Ủa thiệt cái như vậy. Ngủ. Xuống. Thôi đừng xuống giùm mẹ cái đi. Đi lên. Đi. Cô Duyên đi ra ngoài đi làm rồi. Duyên ra tiệm rồi. Chứ ai đi chợ? Ủa nãy hỏi kêu nấu cơm thì em nấu mà không biết có mua đồ ăn. Có cơm chứ, cơm chiều ăn cơm trưa. Trưa nay ăn với tại vì 4 giờ chiều mới ấy mà cô. Nấu cơm thì nấu đồ mình ăn thì có đồ ăn. À cơm thì phải ru. Cơm thì không thiếu à. Thiếu đồ ăn. Ủa mà chiều là mà trưa nay nhà mình muốn ăn gì? Giờ cô xào cái đó em chưa kịp chiều rồi đó. Xào gì? Chị Trâm mình nè. Giờ mua chị Trâm thiết kế chiều mình ăn món gì chị Trâm nè. Mua gì cho mấy chị cá hái chiều chiên. Ờ. Lắm luôn. Chị về chị phụ gửi quà hả? Cái gì mở? Người ta đóng lại mà con kêu mở. Con thấy dì Thảo không? Dì Thảo đang gói quà mà con kêu mở quà là sao? Chút nữa đi mở. Chút nữa chừng nào mình trúng thưởng đi là mở con. Đứa nào chay chơi cho trúng thưởng đi rồi mở. Nó đưa qua kêu mở. Ổn quá chay ơi. Mặc cái áo hả? Đấy, ê, mày biết mặc cái áo này tao thấy giống ai không? Giống mà Tôn Ngộ Không mà giữ ngựa mà đi mặc cái áo. Đúng không? Gì? Bể đó con. Vô như lúc mà lên cung đình mà dự tiệc á, tao ngồi không khoác vô cái áo đó nhớ không? Đó mặc y đó đó. Bây giờ chơi cá vali đi chơi nè cô chú nè. Thôi mặc cái áo đúng không? Đúng tợ có tóc đằng sau thương nghe không? Đó để đem đồ người ta ra cái phá đồ đi học của người ta nữa hả? Kẹo rồi mà kẹo mệt quá ăn nữa kẹo miết. Làm ăn được cái gì à? Con mặc áo trong tay thì này thánh. Đúng không? Hồi nãy Ngọc diễn tả cái cảnh đó Ngọc không biết mọi người ai có coi cái phim cái gì đó Tôn Ngộ Không á, mọi người có tưởng tượng ra cái cảnh, nhớ cái cảnh đó không? Tôn Ngộ Không lúc mình lên trên thiên đình mà làm giữ ngựa đó, cái tiệc đó mặc được áo đó, mẹ mặc y nữa đó.
Trời ơi. Cái áo này là mà con chú biết không, đây là cái áo gọi là cái áo cái gì quên này. Áo cái này gọi là, nói chung là trong gia đình cụ Huỳnh gia ai cũng có một cái áo này hết. À, là cái áo gọi là cái áo tại tự nhiên không biết được nó. Trời đất ơi, mở ra. Mà ở Việt Nam á mình không có may, không có may được cái size nhỏ cho mấy đứa nít, nên là không có áo cho mấy đứa nít. Chỉ có 7 không à. Bỏ vô cho mẹ đi. Rồi thôi, nó lục đồ của anh ta ra hết có được không? Xin lỗi mấy cô chú là mấy ngày nay á video nó kẹo với bánh đó con. Ăn bánh nào. Mã nha. Vì tại vì là đi lên nhà bà cố chay đó, tất cả gia đình tụ họp á nên là rất là ồn. Tại vì rất là nhiều người luôn cô chú, nhưng mà vậy thì hơi vui, nó vui cô chú hả? Cô chú được thấy nhiều, được nhiều cái cảnh khác nhau. Nó chơi rồi, giờ chơi ăn rồi đó cô chú. Bánh người ta lục ra ăn. Cái đó là keo đó con, cái đó là keo á. Mà keo là hồ đó. Nó mở ra cho bằng được luôn. Thì coi làm gì nè, đừng nói nó sẽ mâu. Đúng rồi. Ngon ba. Ngon búa. Gì chú? Chơi giờ chơi ngồi chơi nữa nè cô chú, chơi kiếm hết trò này tới trò kia chơi chơi. Cứ thế chơi chơi từ sáng tới chiều té. Ê ê ê ê. Trời đất ơi. Con chòm gì con té không? Cắm đầu xuống sao chơi? Ba ly. Dạ. Ai quýnh con? Ai quýnh con? Chị, em bông á hả? Cái con bông này. Sao quýnh chị trời? Nó nhỏ hơn chị, nó lớn hơn chị có 5 tuổi mà nó quýnh chị. Con lạ thiệt cái chứ. Bao quy đó mà nó ăn cho đó. Nãy giờ chơi dưới ghế. Cứ thấy chơi chơi từ sáng tới chiều. Ủa, có con mắt ăn gì?